Nhi xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với cuốn video thứ 3 tại cuộc triển lãm sinh vật cảnh thị xã Đức Phổ năm 2022. Thời gian diễn ra gồm có 3 ngày, từ ngày 16 đến ngày 19. Video thứ ba này mình muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái tác phẩm cây gà tù hú của anh Nguyễn Ánh, đơn vị là Phổ Art. Cây này thì có một phần thằng khá là kỳ quái. Tác phẩm thứ hai mình muốn chia sẻ với quý vị và các bạn là cây hở châu. Cây này là của chủ nhân là anh Nguyễn Thành Phương, đơn vị phủ nhân. Thank you.
Đây là cây gừng Quận Trác của anh Nguyễn Bóng, đơn vị xã Phú Quang. Theo là cái ổi của anh Nguyễn Anh Tuấn ở xã Phú An, và cây này cho rất là nhiều lộc.